Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đưa Trần Tuấn Anh kẻ bất tài vô đức lọt vào Bộ Chính trị, ai phải chịu trách nhiệm đầy. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỳ họp lần thứ 34 đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo giới quan sát chính trị tại Việt Nam, nếu tới đây ông Trần Tuấn Anh bị kỷ luật thì đã xảy ra tình trạng chưa từng có trước đây. Đó là trong Đại hội Đảng khóa 13, mặc dù mới chỉ đi được nửa nhiệm kỳ nhưng đã có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị bị tuột chức. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh và Trần Tuấn Anh. Đó là chưa kể tới một loạt các ủy viên Trung ương Đảng, cả đương nhiệm lẫn đã về hưu bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam như Nguyễn Thành Long, Chu Ngọc Anh và mới nhất là ông Lê Đức Thọ, Bí thư Bến Tre. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương đang bị quẳng vào lò. Công luận hoài nghi rằng vì sao ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác nhân sự lãnh đạo lại để lọt một Trần Tuấn Anh như vậy. Trong khi không ít lần ông Trọng khẳng định cương quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, những phần tử tha hóa cơ hội. Đây cũng là lý do khiến công luận đánh giá rằng trường hợp ông Trần Tuấn Anh cho thấy rất có vấn đề, cần phải kiểm tra, xem xét lại. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, cựu Viện trưởng Viện IDS cho biết rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người phụ trách cấp cao nhất cho việc lựa chọn nhân sự của Đảng, nên cũng phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra hàng loạt các lãnh đạo cấp cao của Đảng mắc sai phạm và vi phạm pháp luật. Nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho biết thêm như sau. Trần Tuấn Anh là người năng lực rất kém và không có thành tích gì cả. Ông Anh xin vào làm ở Bộ Kế hoạch Đầu tư, thông qua Bộ Ngoại giao rồi Bộ Công Thương đều làm việc không ra gì. Không hiểu sao ông ta lại đi lên vù vù như vậy. Rõ ràng sự thăng tiến của ông Trần Tuấn Anh đầy tất khuất. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, Trần Tuấn Anh thực sự đã là rất tai tiếng rồi mà cũng lại được đưa vào Bộ Chính trị. Bây giờ lại bảo ông ấy có sai phạm thế này thế kia. Thế thì ai đưa ông ấy vào Bộ Chính trị đây? Cũng theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Trung ương của ông Trần Tuấn Anh được xem là một cái ghế vô thưởng, vô phạt, chẳng làm được cái gì cả. Ông Trần Tuấn Anh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà hoạt động Hoàng Dũng viết trên trang Facebook cá nhân rằng Trần Tuấn Anh, con trai của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đầy cơ hội một chân trong tứ trụ nhiệm kỳ tới, bỗng nhiên bị đá bay ghế. Tuấn Anh là một tay chơi miền Trung thứ thiệt, không thua công tử Bạc Liêu bao nhiêu. Công tử Bạc Liêu đốt tiền của nhà, còn Tuấn Anh đốt tiền của dân. Ngoài tiền, Tuấn Anh còn xài gái rất hào. Người ta đồn cái cô gái cựu nhà báo hay khen Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng là một trong những người được Tuấn Anh sủng ái. Thậm chí cô còn sinh con cho anh ấy và nhờ đó mà thoát án tổ. Nhà báo Thái Khắc Phú thì viết trên trang Facebook cá nhân cho biết như sau. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Tổng Bí thư đã nhận được một lá thư của tập thể cán bộ công nhân viên ngành công thương gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, báo Nhân dân tố cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đồi bại, suy thoái đạo đức. Lá đơn viết với mong muốn được theo hầu Bộ trưởng, Trần Hữu Linh là Chánh Văn phòng ở Bộ đã tìm mọi thủ đoạn để dẫn dắt những cô em chân dài cho Bộ trưởng, cung cấp tiền gái cùng những bữa tiệc xa hoa, đánh bạc hàng trăm ngàn đô. Ban cán sự Đảng bộ này đều biết cả nhưng đều làm ngơ vì Trần Tuấn Anh thuộc tầng lớp thái tử Đảng. Giới quan sát đánh giá dư luận xã hội đón nhận tin kỷ luật ông Trần Tuấn Anh bước đầu được cho là mãn nguyện, nhưng công chúng vẫn chờ đợi để xem việc này cuối cùng sẽ được cái kết ra sao. Bởi một lãnh đạo cấp ủy viên Bộ Chính trị như Trần Tuấn Anh là một trên 18 lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng ông Trần Tuấn Anh luôn được dư luận dân chúng đánh giá là kẻ bất tài, háo sắc và vô đạo đức. Cha của Trần Tuấn Anh là cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, một người được coi là ân nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã giúp cho ông Trọng một lá phiếu mang tính quyết định để ông Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên tại Đại hội Đảng khóa 11 từ năm 2011 đến năm 2015. Vì vậy, Trần Tuấn Anh có hoạn lộ quá thênh thang tới mức khó có thể chấp nhận. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ngồi trên ghế tới 3 nhiệm kỳ. Bản thân ông cũng vi phạm điều lệ Đảng là Tổng Bí thư không được quá 2 nhiệm kỳ. Việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 tháng 10 năm 2023 đã bị tập thể Ban chấp hành Trung ương cũng như các cựu quan chức thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương cáo buộc có rất nhiều sai phạm trong việc đưa lọt vào Ban chấp hành Trung ương nhiều người không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Có lẽ trường hợp ông Trần Tuấn Anh là một ví dụ xác đáng nhất. Phải chăng đó là lý do công luận lâu nay cho rằng chưa có bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ lại xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức chạy quyền, dùng tiền bạc và vật chất để mua ghế xảy ra trầm trọng như thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin đưa Trần Tuấn Anh, kẻ bất tài, vô đạo đức, lọt vào Bộ Chính trị, ai phải chịu trách nhiệm đây? Tổng Trọng đã sáng mắt với ông trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh hay chưa? Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN mới đây đã đề nghị chính phủ cho phép nhập khẩu nguồn điện gió từ Lào với lý do có giá thành cạnh tranh hơn rất nhiều so với các nguồn điện gió trong nước. Lập tức giới chuyên gia đặt câu hỏi điện gió Việt Nam đầy rẫy sao lại phải nhập từ Lào? Chưa kể tới việc EVN thông báo mua của người dân điện mặt trời sử dụng không hết với giá 0 đồng. Với cung cách kinh doanh lỗ triển miên của EVN và bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ phần trăm lại quả là một vấn đề luôn bị nghi vấn, thì vấn đề đề nghị kể trên của EVN là rất có vấn đề. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng xác định vi phạm của hàng loạt cán bộ cấp cao của Đảng. Công luận hết sức bức xúc và thấy rằng các bộ trưởng như Công Thương trong thời gian gần đây như Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Diên có những biểu hiện tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích, đặc biệt là nhóm lợi ích điện lực của ông Trần Tuấn Anh hoành hành. Tới mức công luận thời gian gần đây đã đặt câu hỏi đến bao giờ Tổng Bí thư mới cho bắt ông trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh. Câu hỏi này đã có câu trả lời. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 20 tháng 12 đưa tin với tiêu đề Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định vi phạm của hàng loạt cán bộ cấp cao. Theo Việt Nam Express, tại kỳ họp lần thứ 34, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương. Theo đó, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng của ông, hàng loạt cán bộ cấp cao bị xác định trách nhiệm trong các vi phạm liên quan điện gió và cung ứng xăng dầu trong cả nước. Đáng chú ý, trong thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi rất rõ, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Thông tin về kể trên đã khiến mạng xã hội Việt Nam nổi sóng với câu hỏi tại sao Trần Tuấn Anh đã có các vi phạm trầm trọng như vậy khi giữ ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn cơ cấu đưa vào Bộ Chính trị tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Việc các nhà đầu tư nước ngoài gần đây đang rút dần khỏi Việt Nam có sự góp phần của hậu quả nặng nề về năng lực kém cỏi của các quan chức lãnh đạo của EVN và Bộ Công Thương, nhất là cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, cũng như người đương nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 12 và 13, chắc chắn phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Được biết, gần đây Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Đình Nhân, Tổng Giám đốc EVN cùng với 6 giới chức thuộc Bộ Công Thương EVN vì tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Giới thạo tin trước đây đã tiết lộ kẻ đứng sau giật dây Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và là tổng chỉ huy nhóm lợi ích điện lực không ai khác chính là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Khi còn là Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh đã dính líu đến rất nhiều bê bối trầm trọng. Vì lợi ích nhóm, ông Trần Tuấn Anh đã dung túng tạo điều kiện cho EVN được chủ động quyết định tăng giá đến 20% giá điện mỗi năm. Đó là lý do vì sao trong nhiều năm qua EVN kinh doanh lỗ lã, nhưng tất cả phần lỗ được phép đưa vào giá thành giá bán điện để bán cho người tiêu dùng một cách hết sức bất hợp lý. Ngoài ra còn có các bê bối về đạo đức của Trần Tuấn Anh khi ông từng gây nóng dư luận mà ai cũng biết. Nhưng vì Trần Tuấn Anh là con trai của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, là ân nhân của ông Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên mọi việc đã rơi vào im lặng. Được biết, trước Đại hội 13, ông Trần Tuấn Anh, một kẻ thuộc diện chờ phải kỷ luật, vậy mà vẫn được ông Nguyễn Phú Trọng cơ cấu trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, giữ chức vụ trưởng Ban Kinh tế Trung ương, một vị trí ngồi chơi sơi nước. Trình độ, năng lực và tư cách của Trần Tuấn Anh bê bối như thế chính là lý do trong hai lần bỏ phiếu tín nhiệm nội bộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gần đây, kết quả của Trần Tuấn Anh luôn đội sổ về số phiếu tín nhiệm thấp. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trong công tác nhân sự, Tổng Bí thư Trọng thì luôn khẳng định không đưa vào Ban Chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Do đó, công luận đề nghị Tổng Bí thư làm rõ đối với nhân sự có tên Trần Tuấn Anh, ông này có đủ tiêu chuẩn để trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 hay không. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý thức được rằng tầm quan trọng cũng như vai trò của Bộ trưởng Bộ Công Thương, người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của cả nền kinh tế đất nước hay không, và hãy xem xét lại cả cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng như Bộ trưởng đang đương nhiệm Nguyễn Hồng Diên về trình độ, năng lực, chất lượng cán bộ ra sao. Công luận hy vọng Tổng Bí thư dừng lạm dụng mối quan hệ và tham lam tiền bạc mua ghế chạy chức để cho nhân dân bớt khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Tổng Trọng đã sáng mắt với ông trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh hay chưa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d